Khổ lắm, đi ra đây, ra đây, ra đây, ra đây làm sao mà cũng như mình ngồi góc nhà như thế, giấu của, giấu cải, giấu tiền, giấu bạc. Ngồi xuống. Rồi ạ. Thế bây giờ sổ đỏ đâu? 3-4 quyển mới đưa được có 2 quyển, giờ còn 1 quyển, 2 quyển nữa giấu vào đâu đưa đây? Thế giờ nhà của mình tôi, giờ tiền bạc các bà giữ hết. Đó. Thế bà định chơi thân thú cho ai? Với nhà của thì là điện sáng choang như này không bật. Sắp ngồi ở một xó, sắp gần nhà tối như là lũ. Trời ơi con ơi, mẹ có một cái nhà như thế này thôi, để làm từ đường ạ. Cúng đầu tiên, sao mà cứ đòi như thế? Sống trả lo, thờ mới cúng gì gở à? Hả gở à hay như nào mà cứ lo thờ mới cúng? Nhanh chóng cứ đưa ngay cái sổ đỏ ra đây, khổ lắm. Mà người có 35-40 cân thôi, nhưng mà mặt thì nặng như lúc tạm đeo chỉ, khổ thế đấy chứ định. Ra khỏi nhà không sao, về nhà nhìn thấy bà chán hết cả cái mớ đời. Thế giờ tóm lại là bà như nào, có đưa sổ đỏ đấy không? Không thể, không thể được. Đi đi, không nói nhiều, đi vào đây. Vào mở tủ, mở két cho xem như thế nào. Nhanh lên thật trương chứ không thể để cái tình trạng như thế này được. Sổ đỏ đất đai, nhà cửa các thứ, khổ lắm chứ. Con xin được đến tất cả quý vị và đồng thời cũng như rất là trân trọng nhất. Yêu quyền thì sẽ chia cho người có.